bảng đỏ đỏ nè. Và nhà hôm nay có kết cấu vẫn như ngày xưa. Thấy không? Thấy thấy. Này làm gì anh, làm mấy cửa hả? Anh đang làm cửa. Đó, căn ở ở giữa màn hình của chúng ta. Rocha. Quay về với ký ức xưa. Mưa. Ôi cha ơi, mưa rồi. Chung cư rất là lâu rồi nè. Do tiếc là trời mưa nên mình không thấy được nhiều hơn. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đầu hẻm số 4, nằm ở cuối hẻm ha. Và trước mặt chúng ta đó là chung cư, đây là chung cư 518 Võ Văn Kiệt. Hôm bữa có bị cái sự cố nghiêng đó, và ngày nay đang sửa chữa, đang tái tạo lại. Và ở dưới thì có quán cà phê. Và bên trái chúng ta đó là con đường bến Hàm Tử ngày xưa, bến Trương Dương ngày xưa, và ngày nay là đường Võ Văn Kiệt. Thì hành trình hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn đến một cái cung đường mà phải nói là chưa có cung đường nào mà nhiều comment như cung đường này, và chưa có cung đường nào mà có nhiều anh chị và các bạn ở xa quê đến như vậy. Đó là con đường Phát Diệm. Và Sài Gòn bây giờ là gần 1 giờ, gần 1 giờ trưa. Trưa nay rảnh rỗi, chúng ta tiếp tục lang thang đi đến những cái cung đường, những cái ngõ hẻm. Đó là hẻm 36, 40, 42, 48. Rồi nếu còn thời gian mình sẽ đi vô những hẻm 72, rồi hẻm 55, 122C, trên đường Trần Đình Xu này. Phải nói là rất là nhiều cô chú anh chị ở xa, và bây giờ chúng ta muốn nhìn lại cái khung cảnh này. Và hôm bữa em có đi đường Phát Diệm mà, nhưng mà ban đêm thì chúng ta nhìn thấy không rõ, nhưng mà ban đêm thì có cái màu, những cái sắc thái, những cái ánh đèn, những hình ảnh của ban đêm nó mà ban ngày không có được. Và chúng ta đang đứng đây là ngay đây ngày xưa là cái cầu kho, và ngay đây cũng có những cái nhà rất là lớn ở đây. Và cái cầu kho của chúng ta ngày xưa nằm ngay vị trí này. Em còn nhớ lúc đó cây cầu rất là nhỏ, hay đi đường này. Và ở đây đã có con rạch, cái con rạch đó ngày nay thì không còn nữa. Đổi lấy một cái hình ảnh của cái khu khuôn viên, đó là khuôn viên cặp bên hông trường, cặp bên hông trường bến Trương Dương. Đó, trường Trương Dương ngày xưa đây là con rạch nè. Ngay vị trí chúng ta đó là cái cầu, cầu kho đó. Đó, và ngôi trường của chúng ta đây, trường Trương Dương. Nếu mà ngày xưa cô chú anh chị đã từng ở đây thì chắc có lẽ ai cũng học ngôi trường này. Hình ảnh về ngôi trường ngày xưa. Và kế bên trường thì có một cái bãi đất trống hiện đang cho thuê nè. Thì phía sau trường có lẽ là hạng nước đá ngày xưa đó. Mình cùng nhìn lại ngôi trường của mình ha. Nếu cô chú anh chị và các bạn đã từng học ngôi trường này thì chúng ta cùng nhau comment để biết đâu trong những cái comment đó là những người bạn, những người quen mà ngày xưa đã có một thời gian chơi chung nhau. Và ngày nay thông qua video này
ta lại gặp nhau. Cái bên trường có một cái miếng đất rất là lớn nè, không biết ngày xưa là công trình gì. Chúng ta xem bên trong này thế nào ha. Hạng nước đá ngày xưa bên trong đó. Và ngày nay đang cho thuê. Cho thuê dài hạn luôn, hỗ trợ xây dựng luôn. Nghĩa là ví dụ xây dựng lên 1 tỷ hay là 500 triệu hay 100 triệu gì đó thì chủ hộ, chủ nhà sẽ hỗ trợ, mà không biết hỗ trợ bao nhiêu. Thì kế bên có một hãng xe Hyundai. Và sẵn đây chúng ta nhìn lại ngôi nhà số 288 Bến Trương Dương, mà lúc nãy mình đi chợ gà đó. Chợ gà em tưởng đâu là gần, nhưng mà nhìn lại thì rất là xa. Mà nếu để cùng một video thì rất là dài, bà con xem sẽ mất thời gian. Thôi thì để dành cho video sau vậy. Và video này chúng ta lại gặp nhau trên cung đường Bến Trương Dương ngày xưa. Cái con đường Bến Trương Dương ngày hôm nay rất là rộng và lớn. Bên kia là dòng kênh Bến Nghé, và bên kia là Bến Nhân Đồn, Quận Tư, đường Nguyễn Khoái. Và khu vực này rất là gần với đường Nguyễn Văn Cừ. Đi tới một tí nữa có cầu Nguyễn Văn Cừ, rồi nhà đèn, chợ quán. Rồi chúng ta tiếp tục đi vài căn nữa là mình sẽ đến ngôi nhà số 288. Đây có chung cư cũ 292. Bên trong ha, hẻm đi vào trong chung cư. Và Sài Gòn bây giờ chắc có lẽ sắp chuyển mưa rồi. Lúc nãy thì khung cảnh rất là đẹp, nắng đẹp. Và bây giờ thì một bầu trời xám xịt, chúng ta thấy không? Sài Gòn nắng mưa thay đổi thất thường. Đây có cái nhà vừa ve chai. Và nhà số 288 là nhà bán phong thủy, bán trầm hương nè, bảng đỏ đỏ nè. Và nhà hôm nay có kết cấu vẫn như ngày xưa, vẫn một lầu, và ở trên có một cái sân thượng, và kế bên có quán cà phê. Rồi chúng ta cùng nhìn lại ha. Nhân đây thì em gửi cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh của quê nhà, để mình có thể mang hình ảnh này, mang những cái tình cảm của quê nhà đến gần với các anh chị và các bạn hơn. Nửa vòng trái đất chúng ta vẫn thấy được ngôi nhà của mình. Và ngày hôm nay ngôi nhà của ta vẫn như xưa, nhưng mà chỉ có điều khác, có thể là khác khác chủ thôi. Và cái hẻm này đó thấy không? Thấy thấy. Này làm gì anh, làm mấy cửa hả? Anh đang làm cửa. Và cái hẻm này đi thẳng vô hẻm nước đá nè. Đây là cái chợ trái, chợ cũ ngày xưa, chợ cũ cầu kho. Chợ cũ thì có cô cũ bán đồ chay. Và đây mình thấy có cơm bình dân. Ngày rằm bán hủ tiếu chay đồng giá 25.000. Cái bên thì có bánh mì Phương nhiều, bánh mì A nhiều, bánh hỏi, thịt quay,
Và chúng ta cùng nhìn lại cung đường Phát Diệm năm xưa. Và chúng ta nhìn bên kia có một cái nhà mới vừa xây lên xong và hiện đang cho thuê nè, có thể làm khách sạn. Nhà này rất là lớn, chắc cái nhà này cho thuê có giá phải trên 4-5 ngàn, khoảng 4-5 ngàn đô một tháng. Và chúng ta nhìn ra cái khung cảnh của bến Trương Dương ngày xưa nè, và ngày nay rất là khác rồi ha. Rồi bây giờ mình qua đường nha, qua đường để mình view bên đây, view bên đây cho rõ hơn. Và ngày nay là ngày chay nên cái khu này bán đồ chay rất là đông. Và hôm nay chúng ta bắt đầu từ hẻm số 36. Hẻm 36 là hẻm bên tay phải. Những hình ảnh của chị cũ. Nếu cô Đào có xem hình ảnh này cho xin comment nha. Quán chay chị cũ và những anh chị, cô chú và các bạn có ai thích ăn chay thì chúng ta đến cung đường này và đến quán chay chị cũ để mình thưởng thức. Quán chay rất là lâu năm. Và chúng ta nhìn những hình ảnh này cảm thấy rất là thương quê nhà nè. Những hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa. Và chúng ta đang ở đây là số 26. Số 26 Phát Diệm Trần Đình Xu. Và mình đi vô cái hẻm 36 xem sao. Không biết có kịp hay không thì trời cũng chuyển mưa. Và đây là số số nhà 36 nè. Quán cà phê. Và ngay đây là hẻm 36 nhưng mà hẻm này không có để số. Không biết có phải hẻm này hay không. Chúng ta vô thử ha. Không biết cái hẻm này thông đến đâu. Hôm nay mình sẽ thực hiện cái video này chắc có lẽ là rất là dài đây. Ủa, hẻm này hẻm 40 rồi. Hẻm 36 là không có hẻm 36, chỉ có nhà số 36 thôi. Nhà 36 là nhà bán cà phê lúc nãy nè. Chúng ta cùng xem lại căn nhà mình ha. Và bên kia là hẻm 19, hẻm nước đá đó. Và hôm nay căn nhà mình đã xây lại rồi nè. Rốc cà phê nè. Đó, căn ở ở giữa màn hình của chúng ta. Rocha. Rồi, chúng ta tiếp tục đến hẻm 42 nha. Thì đầu hẻm 42 là cái nhà hàng hải sản Rạn Biển. Và kế bên có một cái hẻm chắc có lẽ là hẻm 42. Và chúng ta sẽ lần lượt đi từng cái khu, từng cái hẻm ở khu này. Chúng ta đi vô hẻm 42 nha. Ngày
xưa em nhớ khu này là cái gì đó như là cái nơi để xét xe thì phải. Có thể cái video này sẽ rất là dài đây, nên bà con thông cảm nha. Cùng đi lòng vòng quay về với ký ức xưa. Mưa. Ôi cha ơi, mưa rồi. Nếu mà không kịp chắc cô chú anh chị chúng ta tạm dừng tại đây ha, tại vì trời mưa đó. Dự định là sẽ vô cái hẻm 46 nữa. Mà mưa rồi. Hẻm 42 nữa nè. Mưa ướt điện thoại. Rồi, và hẻm này là hẻm 42. Rất tiếc là trời mưa. Chúng ta quay trở ra thôi. Mình tranh thủ đi đến hẻm số 46 nha. 46, cái hẻm đó cũng rất là ngoằn ngoèo. Và hẻm đó sẽ thông ra đường Hồ Hảo Hớn, và cũng là con đường Quỳnh Quang Tiên ngày xưa đó. Mưa rồi. Không biết có kịp hay không. Thật là tiếc. Tiếp thay một buổi chiều. Đây là cổng nhà thờ. Và chúng ta nhìn qua đây là hẻm số 46 nè. Đầu hẻm là một cái dãy nhà rất là xưa. Mưa ướt camera rồi. Rồi chúng ta tiếp tục đi vô hẻm nha. Dạ, hãy thấy mình phải có phải đi ra là có gì hết chị với thằng bọn thôi. Chung cư này rất là lâu rồi nè. Mưa rồi. Rồi chúng ta cùng nhìn lại ha. Chung cư rất là lâu rồi nè. Do tiếc là trời mưa nên mình không thấy được nhiều hơn. Rồi chúng ta tiếp tục đi, cái hẻm này sẽ thông ra cái đường Quỳnh Quang Tiên nha. Thank you.
đi làm mà má ơi. À, và hẻm này bên cánh phải. Rồi cánh trái. Hẻm này rất hoàng mèo ha, vừa trái vừa phải, vừa trái vừa phải. À, rồi số hình ảnh ở con đường Phát Diệm và những ngôi nhà và những cái hẻm gửi của chú anh chị và các bạn. À, chúng ta cùng nhau nhớ về ngày xưa. Và trước mặt chúng ta đó là con đường Quỳnh Quang Tiên. À, cũng là con đường Hồ Hảo Hớn ngày nay. Và video của em xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Mưa quá rồi.